Thưa quý vị và các bạn, có thể nói trong năm 2024, thị trường vàng trong nước đã có rất nhiều biến động. Không ít lần vàng miếng SJC và vàng nhẫn liên tiếp đu đỉnh, phá hết mọi kỷ lục lịch sử và liên tục lập đỉnh mới. Nhưng ghi nhận của chúng tôi tại các cửa hàng vàng trong nhiều tháng qua đã cho thấy vàng vẫn luôn là kênh đầu tư thu hút sự quan tâm của nhiều người dân. Cập nhật mới nhất về giá vàng ngày hôm nay 20 tháng 9 một lần nữa khiến các nhà đầu tư không khỏi quan tâm khi giá vàng thế giới tăng cao lên mức kỷ lục là 2.606 đô la Mỹ trên một ounce. Trước sự gia tăng chóng mặt của giá vàng thế giới, giá vàng nhẫn trong nước chiều nay cũng tăng thêm 550.000 đồng cả hai chiều, lên mốc cao kỷ lục là hơn 80,2 triệu đồng trên một lượng ở cả chiều bán ra. Vàng miếng SJC giữ nguyên ở mức 82 triệu đồng trên một lượng. Tính đến 15 giờ chiều 20 tháng 9, giá vàng nhẫn trong nước tiếp tục tăng nhanh theo giá thế giới. Giá vàng nhẫn tại một số thương hiệu đã vượt mốc lịch sử 80 triệu đồng trên một lượng. Cụ thể, tập đoàn vàng bạc đá quý Doji chiều nay tăng giá vàng nhẫn thêm 550.000 đồng ở cả chiều mua vào và bán ra so với đầu giờ sáng, đưa giá vàng nhẫn tròn trơn 4 số 9 lên mức kỷ lục là 79,15 triệu đồng và 80,25 triệu đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Tương tự, Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 550.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều so với sáng nay, niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn vàng Rồng Thăng Long ở mức 79,13 đến 80,23 triệu đồng trên một lượng mua vào bán ra. Còn công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC nâng giá vàng nhẫn loại 1 đến 5 chỉ lên mức 78,6 đến 79,9 triệu đồng trên một lượng mua bán ra, tăng 200.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều so với buổi sáng. Chiều 20 tháng 9, giá vàng thế giới quy đổi theo giá đô la Mỹ ngân hàng ở mức 78,4 triệu đồng trên một lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 3,6 triệu đồng trên một lượng so với giá vàng trong nước. Tính đến 15 giờ ngày hôm nay, giá vàng thế giới tăng mạnh. Giá vàng giao ngay tăng 21,8 đô la Mỹ lên 2.006,9 đô la Mỹ trên một ounce. Các nhà phân tích cho rằng giá vàng đã bất ngờ quay đầu tăng do nhà đầu tư tỏ ra lạc quan hơn về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Trong thời gian tới, quyết định cắt giảm lãi suất 50 điểm phần trăm của Fed mới đây được xem là mạnh mẽ và sẽ khởi đầu cho một chu kỳ nới lỏng chính sách tiền tệ rộng hơn, với kỳ vọng sẽ có thêm 1-2 lần cắt giảm lãi suất nữa trong năm nay. Giá vàng thế giới luôn có sự tác động mạnh mẽ đến thị trường vàng trong nước. Giữa bối cảnh vàng miếng SJC đang được kiểm soát chặt chẽ, giá vàng nhẫn lại có sự tăng vọt, được đánh giá là lập kỷ lục. Vậy cụ thể vì sao giá vàng thế giới lại có sự tăng vọt như vậy? Thị trường vàng sẽ như thế nào? Bởi ảnh hưởng những tích cực và tiêu cực như thế nào với thị trường vàng trong nước trong thời gian tới? Và giữa bối cảnh vàng nhẫn đu đỉnh, có nên xuống tiền đầu tư hay không? Chúng tôi đã có cuộc trao đổi nhanh với chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu để làm rõ những vấn đề này. Xin mời trường quay kết nối. Vâng, xin chào tiến sĩ. Cảm ơn ông đã tham gia chương trình phỏng vấn của VTC ngày hôm nay. Vâng, thưa tiến sĩ, trong những ngày vừa qua thì giá vàng thế giới đã có sự tăng giá dữ dội, đặc biệt là tính đến 15 giờ chiều nay ngày 20 tháng 9 thì giá vàng thế giới đã tăng 21,8 đô la Mỹ lên một ounce, lên mức 2.606,9 đô la Mỹ trên một ounce. Ông có lý giải như thế nào về sự tăng vọt của giá vàng thế giới trong những ngày vừa qua vậy ạ? Chúng ta biết rằng giá vàng thế giới luôn bị tác động bởi rất nhiều những cái yếu tố xảy ra trên thị trường tài chính thế giới. Thì chúng ta biết rằng Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ vừa quyết định giảm lãi suất 0,5% sau nhiều năm tăng lãi suất để chống lạm phát. Thì hiện tại với chính sách tiền tệ nới lỏng giảm lãi suất thì giá vàng là được đẩy lên, là do giá trị của tiền đô la giảm thì giá trị vàng nó tăng lên ở chiều ngược lại, cũng như là US dollar index đang ở cái ngưỡng chỉ trên 100 điểm một chút. Và chính vì cái việc mà giá trị của đồng đô la giảm xuống thì giá vàng tính bằng đồng đô la tăng lên và hiện tại đang ở cái mức đâu đó 2.585 đô la một ounce, tức là tiếp cận đến cái mức 2.600 đô la một ounce sau khi mà Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ đã quyết định hạ lãi suất. Bên cạnh việc mà Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ xoay chiều chính sách tiền tệ
thì còn một số những cái yếu tố khác nữa, trong đó có những cái vấn đề của địa chính trị. Thì chúng ta biết rằng cái cuộc tranh chấp xung đột tại Trung Đông giữa Do Thái và các nước láng giềng hiện tại đang ở trong một cái tình trạng rất là sốt nóng. Bên cạnh đó thì địa chính trị tại Ukraine, cuộc xung đột giữa Ukraine và Nga cũng đang ở trong cái mức độ rất là cao điểm, khi mà Ukraine đã tấn công vào nội địa của Nga và hiện tại sự tranh chấp đó càng ngày càng mãnh liệt hơn. Thì tất cả những cái vấn đề về địa chính trị rồi chính sách tiền tệ của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ, cộng thêm là hiện tại một số ngân hàng trung ương trên thế giới cũng vẫn tiếp tục mua vàng vào, và họ xem vàng như là một tài sản quan trọng trong cấu phần dự trữ quốc gia của nhiều quốc gia, và tất cả những cái đó đẩy giá vàng lên. Bên cạnh tất cả những cái đó là cái vấn đề tâm lý của các nhà đầu tư cho rằng vàng hiện tại đang ở trong cái xu hướng tăng, và chính vì thế mà đang tăng đến cái ngưỡng chưa từng có trong lịch sử vàng, là đến cái ngưỡng 2.600 đô la một ounce. Vâng, thưa tiến sĩ, thị trường vàng trong nước luôn chịu tác động từ giá vàng thế giới. Vậy theo tiến sĩ thì liệu giá vàng thế giới có tiếp tục tăng trong thời gian tới hay không ạ? Và nếu giá vàng thế giới tiếp tục tăng thì thị trường vàng trong nước sẽ có những ảnh hưởng tích cực hay là tiêu cực như thế nào vậy ạ? Tôi nghĩ rằng thị trường vàng ở trên thế giới thì dĩ nhiên là nó sẽ tạo ra những cái biến động nhiều trên thị trường tài chính. Tại vì như tôi đã nói là các ngân hàng trung ương trên thế giới tiếp tục mua vàng vào, rồi nhu cầu vàng trên thế giới đang tăng cao, địa chính trị đang có nhiều biến động và nó đẩy giá vàng lên. Thì đó là cái xu hướng trên thế giới, và giá vàng trên thế giới nó đi theo cung cầu, nó đi được vận hành theo cung cầu. Không ai có thể có kiểm soát được cái thị trường vàng trên thế giới, và cái đó nó cũng nằm ngoài cái sự kiểm soát của chính phủ Việt Nam, của chúng ta. Và chính vì thế mà giá vàng thế giới sẽ tiếp tục tăng. Thì trong cái bối cảnh mà giá vàng thế giới tiếp tục tăng trong năm nay cũng như là sang năm, thì chúng ta có thể sẽ phải chấp nhận cái trường hợp là giá vàng, thị trường vàng của chúng ta cũng đi theo với vàng thế giới. Và điều đó là cái điều mà tôi thấy rằng nếu mà chúng ta đi vào kinh tế thị trường thì chúng ta phải chấp nhận cái cuộc chơi. Cái câu hỏi đặt ra là việc mà giá vàng tăng như thế nó tác động thế nào đến thị trường tài chính thế giới, và tác động thế nào đến thị trường tài chính Việt Nam và nền kinh tế Việt Nam, thì đây là một cái câu hỏi lớn. Tôi nghĩ rằng giá vàng tăng trên thế giới nó là một cái hiện tượng đương nhiên. Nếu mà có những cái biến động và các nhà đầu tư cũng như là các nhà quản lý tài chính trên thế giới họ vẫn xem vàng như là một cái nơi trú ẩn an toàn chống lạm phát cũng như là chống khủng hoảng trên thế giới, thì cái đó là một cái hiện tượng mà chúng ta phải chấp nhận cuộc chơi đó thôi. Và chính vì thế mà tôi nghĩ rằng cái việc mà các nhà đầu tư nhảy vào vàng ở trên thế giới cũng là cái điều mà hợp lý. Hiện tại thì thị trường Việt Nam có hai cái phân khúc thị trường của vàng là vàng miếng và vàng nhẫn. Thì về vàng miếng thì thị trường vàng bị đặt vào trong chương trình ổn định giá, có nghĩa rằng ngân hàng nhà nước đã tìm cách kéo giá vàng vàng miếng từ ở cái mức rất cao 92 triệu đồng xuống cái mức hiện tại là chỉ còn có 82 triệu đồng. Thế nhưng mà nguồn cung thì lại rất hạn chế, và chính vì thế có thể nói là thị trường vàng miếng đang bị kiểm soát rất chặt chẽ, trong khi thì vàng nhẫn không bị kiểm soát, không bị đặt vào trong chương trình bình ổn giá, và giá vàng nhẫn còn tương đối ở trong cái tình trạng là được vận hành theo cung cầu. Thế thì khi mà giá vàng trên thế giới mà tăng mạnh như thế thì ở bên giá vàng miếng thì dĩ nhiên là
không có cái chuyện mà tăng giá vàng nữa, tại vì nguồn cung và giá vàng đang được kiểm soát. Nhưng mà ở bên vàng nhẫn thì giá vàng đang tăng vì vận hành vàng nhẫn đang ở trong cái tình trạng tương đối tự do. Thì với hai thị trường vàng nhẫn và vàng miếng thì chỉ có thị trường vàng nhẫn là đang được vận hành tương đối theo cung cầu, và chính vì thế mà cũng bị ảnh hưởng bởi giá vàng trên thế giới. Khi mà giá vàng thế giới tăng lên đến cái ngưỡng gần 2.600 đô la thì giá vàng nhẫn ở trong nước cũng đang trong xu hướng tăng, và theo dự báo của tôi thì sẽ còn tiếp tục tăng. Vâng, thưa tiến sĩ, thì giữa bối cảnh vàng nhẫn trong nước đang đu đỉnh, theo tiến sĩ liệu vàng có phải là nơi trú ẩn an toàn và người dân có thể xuống tiền đầu tư ở thời điểm hiện tại hay không ạ? Tôi nghĩ rằng trước nhất là về thế giới thì giá vàng sẽ tiếp tục tăng, và hiện tại thì giá vàng đã che ở sát cái ngưỡng 2.600 đô la một ounce, tiếp tục tăng từ đây cho đến cuối năm và qua năm 2025. Cái dự báo của tôi là có thể giá vàng sẽ đạt tới cái mức 3.000 đô la một ounce, và nếu mà chiều điều đó xảy ra thì giá chắc chắn là giá vàng trong nước cũng sẽ chịu tác động. Nếu mà giá vàng miếng vẫn còn được kiểm soát thì giá vàng nhẫn có thể sẽ tăng mạnh trong thời gian năm nay cũng như là sang năm 2025. Nhưng mà như tôi đã nói, nếu mà vàng nhẫn trở thành sốt nóng như là đã xảy ra với vàng miếng thì có thể vàng nhẫn cũng sẽ được đem vào một cái chương trình bình ổn giá như đã xảy ra với vàng miếng, và trong trường hợp đó thì giá vàng nhẫn sẽ được điều chỉnh. Thành ra tôi nghĩ rằng đối với các nhà đầu tư vàng nên hết sức cẩn trọng, tại vì thị trường vàng hiện tại đang trong cái giai đoạn điều chỉnh, và chúng ta chưa biết là cái hướng nào sẽ là cái hướng cuối cùng cho thị trường vàng. Tại thời điểm này thì vàng miếng đang được kiểm soát, vàng nhẫn thì chưa được kiểm soát, thế nhưng mà chúng ta cũng chưa biết được điều gì sẽ xảy ra. Trong khi thì giá vàng thế giới đang tăng rất mạnh thì đối với các nhà đầu tư hãy hết sức cẩn trọng. Đối với các nhà quản lý thì tôi nghĩ rằng có lẽ đến một cái thời điểm nào đó, sau khi mà thấy rằng cái cơn sốt vàng cũng đã hạ nhiệt và đã được kiểm soát, thì nên để cho thị trường vàng vận hành theo cung cầu, cả thị trường vàng miếng cũng như là thị trường vàng nhẫn. Hãy để cho thị trường vàng vận hành theo cung cầu, và sự can thiệp của nhà nước vào thị trường vàng sẽ ở chỉ có cái mức là đứng ngoài và đưa ra những cái chính sách, thay vì can thiệp trực tiếp vào giá. Và đặc biệt nữa, thông tư 24 nên thay đổi để cho cái thị trường vàng miếng nó hoạt động một cách nó ổn định hơn, để cả hai thị trường được vận hành tự do hơn. Thì nếu mà chúng ta vận hành tự do thì có thể những cái tác động của thế giới lên vàng của chúng ta, dĩ nhiên là vàng, nếu mà chúng ta liên thông với thế giới thì vàng ở trong nước, thị trường vàng ở trong nước sẽ có một cái xu hướng đi theo vàng thế giới, thế nhưng mà sẽ không xảy ra cái cơn sốt vàng, cũng như sẽ không xảy ra cái hiện tượng là giá vàng ở trong nước cao hơn giá vàng thế giới cho đến 20 triệu như là trong cái thời gian vừa qua đã xảy ra với vàng miếng. Và cái kết luận của tôi là hãy để cho thị trường vàng được vận hành theo cung cầu. Vâng, xin cảm ơn những phân tích vừa rồi của tiến sĩ. Thưa quý vị, nhận định về thị trường vàng trong thời gian tới, ông Robert Minter, giám đốc chiến lược đầu tư của Aberdeen, một công ty đầu tư toàn cầu có trụ sở tại Vương quốc Anh, dự báo trong chu kỳ nới lỏng mới, việc vàng vượt mốc 3.000 đô la Mỹ trên một ounce chỉ là vấn đề thời gian. Các chuyên gia phân tích của ANZ, ngân hàng lớn thứ hai của Úc về tài sản và ngân hàng lớn thứ ba về vốn hóa thị trường, cũng có dự báo giá vàng sẽ tăng lên 2.900 đô la Mỹ trên một ounce vào cuối năm, sau khi nhận nửa đầu năm 2020.
2024, nhu cầu đầu tư rất mờ nhạt. Giá tăng cao không thể ngăn cản việc mua vào của các ngân hàng trung ương. Thế nhưng, với những phân tích về dự báo của tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu vừa rồi, thì quý vị cũng cần hết sức thận trọng khi chọn vàng là kênh đầu tư ngắn hạn. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nóng 24 giờ ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị cũng vào khung giờ này ngày mai.